Thưa bà con và các bạn, vào những ngày giáp Tết, nhu cầu tiêu thụ thịt gia súc gia cầm tăng lên gấp nhiều lần so với bình thường. Đồng thời, tình trạng vận chuyển động vật, sản phẩm động vật từ tỉnh khác nhập về cũng tăng đột biến. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc từ động vật lưu thông trên địa bàn tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bạc Liêu đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ giết mổ kinh doanh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật thực hiện các yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm, kết hợp với công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh mua bán về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, sản phẩm động vật, nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng kinh doanh không đảm bảo chất lượng an toàn cho người tiêu dùng trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Thời gian qua, ngành chức năng đã phát hiện nhiều loại thực phẩm không an toàn được bày bán trên thị trường, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước tình hình đó, Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và người tiêu dùng các kiến thức về an toàn thực phẩm và thực hiện các yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra việc xuất nhập động vật và sản phẩm động vật ra vào địa bàn, thực hiện kiểm dịch tận gốc đúng theo quy trình và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trạm kiểm dịch động vật trong tỉnh thực hiện chế độ trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ động vật và sản phẩm động vật xuất nhập tỉnh, ngăn chặn dịch bệnh lây lan tràn vào tỉnh. Mỗi ngày, trạm kiểm dịch động vật Ninh Quế thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh thực hiện kiểm dịch xuất nhập tỉnh gần 30.000 con gia súc gia cầm, trong đó 17.000 con heo thịt. Riêng tháng cận Tết, số lượng gia súc gia cầm được kiểm dịch tăng lên 50% so với ngày thường. Nhằm phục vụ nhu cầu tiêu thụ thực phẩm gia súc gia cầm, người chăn nuôi trong tỉnh mua con giống ở nơi khác về để kịp thời cung ứng cho thị trường và phục vụ gia đình. Từ đó, việc vận chuyển con giống trên địa bàn cũng tăng theo. Vì vậy, công tác kiểm soát vận chuyển con giống ra vào trên địa bàn cũng cần được tăng cường, nhất là hiện nay bệnh lở mồm long móng, tai xanh ở gia súc, cúm gia cầm có thể phát sinh. Cái công tác kiểm dịch động vật này, cái trạm nó đặt ở đầu mối giao thông. Kiểm dịch thì cái thường bình quân trong tháng thì nó cũng khoảng là vừa cái kiểm với cái kiểm phúc kiểm với cái xuất đi thì cũng khoảng 780 mấy xe. Đó là cái tháng bình thường. Còn cái tháng mà dịp Tết này nó tăng lên cũng khoảng 50-60%. Thì khoảng thời gian này tăng thì cũng để đảm bảo an toàn cho cái dịch bệnh, cái dịp trước và sau Tết á. Thì trạm cũng có kết hợp với thanh tra của sở và của chi cục để mà kiểm tra cho nó cái an toàn cái dịch bệnh trong cái dịp Tết. Thì trạm cũng có đưa lên là cái trực trong 24/24. Đồng thời cái trong cái ca trực thì mình cũng phân công là 2 người trên ca để cho đảm bảo cái dịp mà kiểm dịch cho cái an toàn cái vệ sinh thực phẩm. Mình kiểm tra là như động vật và sản phẩm động vật. Đó là như trên cạn đó là mình kiểm tra hết. Thủ tục kiểm là cái thứ nhất là ví dụ như cái phúc kiểm á thì cái giấy tờ trên xe trước hết là cái giấy tờ cái mà phúc kiểm trên xe là giấy tờ mình phải kiểm tra nghiêm khắc cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm được tiêu độc sát trùng đầy đủ. Trên cái xe phúc kiểm, còn cái xuất đi như xuất đi heo Cà Mau mà của cái bãi trung chuyển về đây mình kiểm đi á, thì trước hết là cái lý thuyết là mình phải xuống kiểm tra trước là heo nó an toàn rồi mình mới là yêu cầu cho cái chủ cơ sở để tiêu độc sát trùng mình mới cấp giấy. Bên cạnh đó, tỉnh Bạc Liêu còn tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, đảm bảo hoạt động giết mổ được thực hiện theo đúng quy trình, cung cấp sản phẩm động vật an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng, xử lý các trường hợp giết mổ lậu, kinh doanh sản phẩm động vật không đảm bảo an toàn thực phẩm, chưa được kiểm soát của cơ quan thú y, không có dấu kiểm soát giết mổ. Toàn tỉnh Bạc Liêu có 14 lò giết mổ gia súc tập trung và 11 điểm giết mổ nhỏ lẻ được cấp phép hoạt động và thường xuyên được kiểm tra quản lý. Những ngày qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã tiến hành kiểm tra các quầy sạp kinh doanh thịt gia súc gia cầm ở các chợ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y đối với những quầy sạp đạt điều kiện vệ sinh thú y, kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật
của các cửa hàng, cơ sở kinh doanh các sản phẩm thịt gia súc gia cầm đông lạnh tại các chợ đóng trên địa bàn thành phố. Nhìn chung, ý thức của các hộ kinh doanh đều đã nâng lên. Phần lớn các cơ sở thực hiện đúng theo cam kết đạt tiêu chuẩn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tôi là cửa hàng bên thực phẩm Tiết Nhung, cũng buôn bán trên 20 năm rồi. Nên cái dù gì chị cũng có kinh nghiệm nhiều trong việc buôn bán thực phẩm động vật an toàn thực phẩm này. Chị cũng biết một số quy trình, quy tắc. Trước khi đi về hàng, chị đều nhập những công ty lớn ở trên thành phố có uy tín mà... như Bảo Minh hoặc Hải Ký, những công ty có danh tiếng trên thành phố. Và trước khi về chị đều kiểm tra mặt hàng rồi trước và mang những giấy tờ đều liên quan tới những mặt hàng như trâu, bò, gà, là những an toàn giấy an toàn thực phẩm, thú y, kiểm dịch. Trước khi về tỉnh thì chị đều ghé qua cái khâu kiểm dịch. Nên về tới kho là chị bỏ vô kho dưới âm 18 độ C, chị bảo quản hàng. Trước khi ra tới cửa hàng này là chị bỏ vô tủ đông, cũng quan tâm lắm. Tại nhiều năm rồi, cũng trải qua nhiều năm rồi, nhất là ví dụ ăn ngày Tết này nè, nhập hàng. Nhiều lúc người ta ồ ạt nhập những mặt hàng khác mà chị lấy những cái mặt hàng nào thường xuyên chị bán cho khách hàng an toàn thực phẩm là trên hết. Nhận thức được việc cung cấp nguồn thịt gia súc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là một trong những khâu quan trọng cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn. Do đó, nguồn thịt heo do công ty cổ phần chăn nuôi CB cung cấp luôn chú ý đến quy trình an toàn vệ sinh phòng bệnh. Ở điểm bán heo đặt tại xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, nơi tập kết số lượng heo thương phẩm nhiều nhất trong tỉnh, được công ty quan tâm nhiều đến khâu vệ sinh phòng bệnh, sát trùng khu vực mua bán và các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực này đều được kiểm tra chặt chẽ. Để phục vụ cho công tác chuẩn bị phòng chống dịch bệnh của chuẩn bị cho Tết, thì hiện tại điểm kinh doanh của em là tổ chức hai khâu sát trùng. Khâu sát trùng hiện tại là em có một cái bãi sát trùng cách đây khoảng 2 km, là em cho xe khách hàng và xe trung chuyển của heo đậu sát trùng tại đó 2 tiếng. Khi thời điểm hơn 2 tiếng thì xe bắt đầu di chuyển vô kho. Từ thời điểm kho thì bước vô kho thì xe vô tới cổng kho thì có một hố sát trùng, nhà sát trùng. Xe đậu đó tầm khoảng 2 phút. Khi 2 phút thì xe bắt đầu di chuyển vô kho, có một bãi đậu của kho. Thì kho thì hiện tại có ngày sát trùng 2 lần, là sáng. Khi sáng thì sát trùng kho bãi là xịt sát trùng và gãy dôi. Và cuối ngày sẽ gãy dôi và xịt sát trùng tổng hết cái diện tích khu vực cung cấp heo. Cái công tác phòng bệnh là của công ty là từ khâu chăn nuôi tới khâu cung cấp nguồn heo ra thị trường là đảm bảo an toàn vệ sinh 100% là được sự quản lý của cơ quan nhà nước thú y. Đảm bảo vệ sinh động vật và sản phẩm có nguồn gốc từ động vật là tổng hợp của nhiều khâu trong quá trình sản xuất, từ khâu chăn nuôi, giết mổ, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, từ quản lý giống, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi đến vệ sinh môi trường tiêu thụ, bày bán sản phẩm. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, ngành thú y của tỉnh cũng triển khai nhiều giải pháp, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức để người dân chủ động áp dụng các giải pháp về phòng chống dịch bệnh như tiêm phòng, tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường từ khâu chăn nuôi, giết mổ, chế biến tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời nâng cao nhận thức cho người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thú y, an toàn thực phẩm. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các hộ kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, tuân thủ các quy định của pháp luật. Về quản lý giết mổ, ngành thú y tỉnh bố trí cán bộ thú y kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cơ sở giết mổ, đồng thời hướng dẫn các cơ sở nhỏ lẻ vào các khu giết mổ tập trung để từng bước giảm giết mổ nhỏ lẻ tự phát. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bạc Liêu, hiện nay toàn tỉnh chỉ đáp ứng được trên 70% nhu cầu tiêu thụ thịt, số còn lại phải nhập từ các tỉnh ngoài. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 8 đợt thanh tra, kiểm tra các cơ sở mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc gia cầm. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm được quản lý chặt chẽ. Tuy nhiên, năm 2018, công tác kiểm soát giết mổ gia súc còn tồn tại bất cập. Trong tỉnh vẫn còn một số điểm giết mổ gia súc nhỏ lẻ ở các xã vùng sâu, vùng xa. Các loại giết mổ tập trung đã xuống cấp, nằm trong khu đô thị, không đảm bảo điều kiện vệ sinh, nhưng chậm được khắc phục, di dời, nâng cấp.
Bên cạnh đó, việc bơm nước vào heo và tình trạng sử dụng thuốc an thần trong giết mổ heo ở những tỉnh khác đã làm người tiêu dùng e ngại sử dụng thịt. Vì vậy, từ nay đến thời điểm Tết Nguyên Đán, ngành chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển, buôn bán sản phẩm động vật để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng. Thực hiện công văn số 3037 ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Cục Thú y về việc triển khai tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng và kế hoạch số 08 ngày 10 tháng 1 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bạc Liêu về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh và mùa lễ hội xuân 2019. Với mục đích bảo đảm an toàn thực phẩm, đưa đến tay người tiêu dùng những sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm thịt gia súc gia cầm, trứng trong được sử dụng nhiều trong dịp Tết, ban lãnh đạo chi cục chăn nuôi thú y đã triển khai quyết định số 01 ngày 15 tháng 1 năm 2019 về việc thành lập đoàn thanh kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung chỉ đạo những công tác như sau: thứ nhất là tuyên truyền các cơ sở kinh doanh chăn nuôi giết mổ trên địa bàn tỉnh sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không kinh doanh động vật mắc bệnh, hướng dẫn người chăn nuôi sử dụng thuốc thú y có trách nhiệm trong quá trình chăn nuôi. Thứ hai, tăng cường công tác thanh kiểm tra trên địa bàn tỉnh đối với các quầy sạp kinh doanh động vật và sản phẩm động vật, và đồng thời hướng dẫn họ để bảo đảm sản phẩm chăn nuôi đúng theo quy định. Thứ ba là phối hợp với trạm kiểm dịch kiểm soát các xe vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vào địa bàn tỉnh. Những trường hợp không có giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc là động vật mắc bệnh, phối hợp với trạm kiểm dịch và các đơn vị có liên quan như là cảnh sát môi trường, cảnh sát giao thông để ngăn chặn các xe tải vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vào địa bàn tỉnh mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch, đồng thời kiểm tra tại các cơ sở giết mổ để tránh tình trạng đưa những động vật bệnh vào giết mổ. Ngoài ra, trong cuối năm 2018 thì chỗ đơn vị đã xây dựng được 3 mô hình chuỗi chăn nuôi heo an toàn thực phẩm và một chuỗi chăn nuôi gà an toàn thực phẩm nhằm đưa đến tay người dân những sản phẩm bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, bên cạnh những biện pháp quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước thì ý thức của người dân là quan trọng nhất. Người tiêu dùng không sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đồng thời tố giác những cái cơ sở mà kinh doanh sản phẩm từ những động vật mắc bệnh hoặc là không có giấy chứng nhận kiểm dịch, là góp phần giúp cho cơ quan quản lý nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình. Vào thời điểm cuối năm, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán, ngành chức năng luôn tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát tại các cơ sở giết mổ ở địa phương, kiên quyết xử lý các trường hợp bơm nước vào heo trước giết mổ, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm bày bán sản phẩm gia súc gia cầm, làm thực phẩm để từ đó cung cấp ra thị trường những sản phẩm an toàn, có chất lượng, góp phần giữ gìn sức khỏe cho người tiêu dùng, nhất là trong dịp Tết đến xuân về. Thưa bà con và các bạn, chuyên mục khuyến nông kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.